lên kênh quay clip đi. Quay clip đi. Đi nhớ, nhớ. Cho mượn cùng giấy. Mày mượn giấy bị chua rồi, chị đi kêu luôn nha. Nói đi, giống như gái chị chồng mà chị. Hôm nãy nó đẹp lắm, bây giờ nó đẹp rồi. Cho chị chút. Coi nó đẹp quá vậy. Đeo luôn hả chị? Lột cái bộ kia ra đi, lột cái bộ kia ra. Lột, lột, lột. Lột cái kia cho chị em. Không phải nè. Dây hay là tay? Dây, dây. Lắm rồi á. Nó mà mảnh hợp tuyên lắm á. Đẹp không? Tôi vô cái cạnh đẹp coi rồi chị. Đẹp coi. Cho thêm dữ chị. Để tới chưa là tới lượt Tú thu đi. Em ít bữa nữa đi xuất khẩu lao động á. Đây. Đi vô giống như mì trong nè ba vậy. Đấy. Ủa sao giống mì trong vậy? Là tiếng sao? Bắt nha. Tên 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 tên. Coi như mà đang bê cái máy quay. Cho nhạc nào buồn chút coi. Mai em đi chồng. Về cô. Về nơi xứ lạ. Biết mới hấp dẫn chị. Biết hết. Em mới đeo đi chơi đấy mà. Đó, vô đâu, vô đâu. Nên đâu kêu là năm mới đi chơi thấy không? Nói nhỏ không đừng người ta nghe. Hỏi cái ai vậy? Cái cho chị. Đeo luôn hả? Đeo luôn nha Tuyền. Sáng mai mình chụp hình mặc bộ đấy. Lát nữa vô show gương chụp hình gửi cái đó cho Honey nha. Gửi cái đó nghe nghe. Vô tay cho ta gửi cái đó. Gửi cái lỗ mà biết. Tuy là tưởng biết nhưng mà thật ra không biết. Đáng chọt thì nó không nghe được. Ôi vậy mưa. Cuối cùng cũng ẩn vô. Mỏi quá cho nên rồi. Dừng lại. Wow, đẹp quá. Kéo cái dây cổ xuống có gì? Kéo dây cổ trời ơi. Con ngủ rồi nó đòi là cái mai gì mất nữa. Vô phòng đồ, vô đồ nó điều tra nữa mệt lắm. Dâu quăng dâu gì hả? Dâu ba bỏ bà gỡ hai đứa trai bà. Trời ơi dễ thương. Thôi đạt dữ à. Ganh tị quá tiền ơi. Bỏ cái tay ra cô đấy cho con mặt cái tay cho con mặt cái tay cho con mặt cái tay cho con mặt cái. À đúng á. Đây 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 đây. Rồi sao giờ cứ 100 đô phát điêu vậy? Đây là ai chọn mà rất là thiếu nha. Đấy, đấy. Rồi. Đấy, mà lớn lắm. Đấy, là tại mình thu được cái dây ấy. Hình như nó hơi...